Đây là bà của em ạ. À. Bà em năm nay đã hơn 80 ạ. 80 á, 38 rồi, 300. 83. 83 luôn. Ồ. 83 tuổi ạ. À. Ờ. À, thưa cô bác quý anh chị, mà Bùi Hồ đi thấy đặc trưng ở đây là các cụ thì rất là tuổi thọ rất là cao. Và đặc biệt thì hôm nay gặp bà ở đây thì cũng bảy mấy hả bà nha? 6 Dạ, 6 mấy. Và theo chia sẻ thì 60 mấy, 70 tuổi vẫn đi nương bình thường. Và hơn các con. Hơn các con. Và điều đặc biệt đó là chắc có lẽ là xuất phát từ môi trường trong sạch ở cái vùng đồng núi này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ những cái món ăn rất là giàu chất đạm như thế này. Vậy thì thực hư như thế nào, mời cô bác quý anh chị sẽ cùng qua thăm bà của Tiết năm nay hơn 90 tuổi vẫn còn đi làm nương nhé. Kính thưa cô bác quý anh chị, thì sau khi dùng bữa cơm thân mật tại nhà anh Thành xong thì Bùi Hồ được em Tuyết ở đây để dắt về, để hướng dẫn về thăm ngoại của em Tuyết hả? Bà của em chứ. Em qua bên đây đi để cho mọi người dễ thấy. Bà của em năm nay thì bao nhiêu tuổi Tuyết nha? Bà em năm nay hơn 80 ạ. Ờ, bà vẫn đi làm nương được hả? Dạ vâng ạ. Em không hiểu anh Thành à. Thì bữa cơm của mình như bà nói, như bác nói thì ngày nào cũng ăn cơm và đồ ăn nhiều như vậy và đủ canh rau hả anh hả? Đúng rồi. Ở đây thức ăn họ làm nhiều món lắm. Ừ. Họ rất là chú trọng về rau xanh. Yeah. Đồ ăn thức uống ở đây chỉ là những đồ tự nhiên tự trồng được, không có chất bảo quản, không hóa chất. Yeah. Rất, toàn những đồ rất là lành, hòa hợp với thiên nhiên, nói chung là rất là hòa hợp với thiên nhiên. Nãy em ăn rất là ngon và sức ăn cũng của mọi người ở trong bản làng mình cũng khá là nhiều vì là người lao động anh hả? 100% là người lao động mà, ở trong làng là tất cả đều lao động hết. Dạ. Yeah. Bà có Tiết thì hơn 80 tuổi vẫn đi làm nương được hả? Dạ vâng. Bà là bà ngoại hay bà nội? Bà nội ạ. Bà nội. Bà nội. Của em. Gần đây không Tiết hả? Sắp đến rồi anh ạ. Sắp đến. Ồ. 2-3 nhà. Có gì em hướng dẫn cho anh nha. Con gì nhỉ? Ương rắn gì ghê vậy? Con gà thay con rắn à? À, em thì thường đi ra ngoài ít che mưa che nắng à, tránh nắng lắm hả? Dạ vâng. Vậy mà tại vì cái bản sắc người dân tộc nước da trắng nha. Anh nghĩ là thời tiết ở trên này mát hơn so với miền Tây và ở miền Nam. Trong này nắng oi hơn. Tại vì anh thấy em quá đen nhỉ. Em à? Anh thấy bình thường thôi. Dạ. Vì anh đâu có chẳng mấy. Đây là một cái con đường làng nhá. Làng lùng gí. Đây. À, bây giờ vô đây, tới đây. Nhà nha. Cô bác quý anh chị thì tại vì vì cái một bữa cơm ở thanh đạm như thế mà Bùi Hồ muốn đến nhà cụ ngoại Tiết. À, bây giờ mấy cái con ta cả đây. Hả? Mấy cái con ta cả đây. À là bà kể hay kể là bên nhân cái mô đó nè. Bà hiện nay thì đi, bà đi hái ngô mới về hay sao? À, dạ con chào bà nha. Ồ, dạ con chào bà. Dạ. Con mời bà ngồi. Thì để khám phá được những cái nét độc đáo của người nùng thì hôm nay thì có đến nhà của bà của Tiết thì rất là vui khi gặp được những cái tấm vải như thế này, được phơi như thế này. Gọi vải này được gọi là vải gì hả Tiết nha? Vải này được gọi là vải chàm anh ạ. À. Vải này là người dân tộc mình tự dệt sau đó tự nhuộm ạ. Ừ. Nó giống như với lại cái loại vải mà em đang mặc không? Ừ,
loại vải này thì là bọn em cũng tương tự thôi anh ạ. À, nhưng mà anh thấy màu vải ở đây nè, nó khác với loại loại này. À, sao nhỉ? Cái này là... Đây là loại vải dùng để làm màn. Vải là cho quần áo riêng, làm quần áo riêng mà vải này dùng để làm màn. À. Lúc nào mỏng hơn không? Có cái màn, yeah, màn của dân tộc mà. Màn đây là loại. Nhưng mà nhà mình tự dệt luôn anh nhỉ? Đúng rồi, chính xác, tự dệt hết. Ờ, vậy thì cái cưỡi dệt nằm ở đâu nhỉ? Ờ, bên trong nhà nhỉ? Ồ, ồ. Thì thôi thì bây giờ tiếc với lại trước khi gặp bà để hỏi thăm về sức khỏe bà thì cho em gặp cái cưỡi nha, nha. Ồ, đây là cái khung cưỡi của mình hả Tuyết hả? Dạ vâng. Em có biết dệt không? Dạ em chưa biết anh ạ. Ồ, để lâu lắm rồi nha. Dạ vâng, lâu lắm. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này sợi nha. Dạ vâng, quay sợi. Sau nhiều sợi mình quay xong rồi thì mình mới mới được giải đó. Khá là bất ngờ khi được biết nhà Tuyết là vải thì tất cả đều đều phải tự dệt để mà làm màn hay là làm áo, làm trang phục của mình mặc mỗi khi đi dạ hội hay là mỗi khi đi dạ hội hay là mình sẽ đi chơi vào những dịp lễ ha. Thì thôi thì bây giờ mấy anh em mình ra đây đi. Cụ đây là cái khung cưỡi nè. Ngồi thử vào. Ngồi thử vào, ngồi thử vào cho anh xem với nhá. À. À, vải từ đó xuống nha. Rồi sau đó là mình sẽ dệt ở dưới này. À. Rồi. Thì Bùi Hồ thì muốn gặp bà để tâm sự với bà, nhưng vì tiếng Kinh của bà cũng hạn chế nên phải thông qua Tiết, tại vì Tiết năm nay hết lớp 12 cũng khá là gần tiếng Kinh nên thì Tiết ơi, Tiết có thể nói về bà của mình không? À, đây là bà của em ạ. Bà em năm nay đã hơn 80 ạ. 80 á, 38 rồi, 38. 83 luôn. Ồ. 83 tuổi ạ. Ờ. À. Rồi nói đi. Bà hiện nay bà còn đi làm nương rồi được hết không? Dạ, bà em hiện nay vẫn còn đi làm nương được ạ. Vẫn phụ giúp con cháu trong gia đình làm việc rất là tốt. Và cũng khỏe anh ạ. Bà ơi, con chào bà nói được nhiều tiếng Kinh không? Làm được một số tiếng. Làm được rồi. Thì một ngày bà đi nương mấy lần nhỉ? Buổi sáng bà đi đến gần trưa bà về, rồi buổi chiều bà đi, rồi là gần tối bà về ạ. À, chiều đi gần tối mới về. Đấy, vậy bà... là ngày thì bà phải đi 2 lần. Đấy, và đây lên nương bà xa lắm không? Dạ. Phải leo lên đồi nhỉ? Vâng, leo đồi ạ. Ồ, leo lên đồi, leo lên những cái tảng đá kia nhỉ? Ồ, bà làm như thế bà có mệt lắm không bà nhỉ? Mệt thì cũng đi. À, mệt thì cũng đi. Bà hiện nay bà còn ăn được mấy bát cơm nhỉ? 2 bát bà. Bà có dệt cưỡi được không? Dệt cưỡi ăn rồi đấy. Bà có. Dệt vải? Dạ được. Oh. Bà em không dệt được, bà em thì nhuộm được thôi. Nhuộm. Ồ, bà hiện nay vẫn còn đang nhuộm. Bà nhuộm. Nhuộm mà có mưa à? Đấy, tay bà em. Ờ, bà vẫn đang nhuộm đó nhỉ? Nhuộm. Dạ. Là làm cái công việc này lâu chưa, là truyền thống hay sao Tuyết nhỉ? Cái là phong tục truyền thống của dân tộc em ạ. Từ tầm trước kia thì là tầm khoảng mười mấy tuổi thì bắt đầu theo các bà các mẹ để học ấy ạ. Đấy, giờ là... Nhưng mà đến tầm tuổi em ấy ạ thì là cũng hạn chế hơn rồi ạ. Hiện nay thì cô bác quý anh chị biết không, hơn 83 tuổi như thế này thì đối với người miền xuôi của Bùi Hồ thì các bà các cụ ở nhà thì dưỡng hoặc là không còn nữa, nhưng mà đối với Bùi Hồ điều lạ là gặp một cái cơm sau nhà của anh Thành thì rất là may thì gặp được bà ở đây để giới thiệu cho mọi người biết. Em thay bà nói một cái câu gửi lên với mọi người nhé.
Tiết ơi thì thôi thì cũng ngại thì anh nói cho thì, cô bác quý anh chị thì đây là Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị về bà ở đây vì những thức ăn của bà rất là đạm bạc và xuất phát từ thiên nhiên hết, nên tuổi thọ của bà vẫn thọ đến như thế này, cũng như là Tuyết rất là xinh gái ở đây. Thì hôm nay quay clip này mong cô bác quý anh chị sẽ ủng hộ Bùi Hồ để thực hiện như những chuỗi video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.